Em xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Cũng như cái video trước là em nói về tuổi chồng là can đinh kết hôn với chị vợ là tuổi tỵ và tuổi ngọ. Thì hôm nay em làm tiếp theo cái video này, anh chồng can đinh lấy vợ tuổi mùi. Đây, chồng can đinh kết hôn với vợ tuổi mùi. Thì như câu thơ nói lên rằng, sông Huê đầm ấm cảnh nhà, trước là cách bức sau là hiệp duyên, gió chăng phỉ nguyện đôi bên, giàu sang đã có vững bền lợi danh, chỉ hiềm sanh gái chẳng lành, kem bề thất tiếc nhớ danh với đời. Thì anh can đinh này mà có vợ tuổi mùi thì như sông Huê đầm ấm cảnh nhà, sống một cảnh cuộc sống rất là an bình đầm ấm, trước thì có cách trở nhưng sau là sẽ hiệp duyên, gió chăng phỉ nguyện đôi bên là hòa quyện nhau hết, vợ chồng đầm ấm hiểu nhau và yêu thương nhau và có được cảnh giàu sang và vững bền, có lợi có danh có chức có quyền. Chỉ mong là sanh con gái thì chẳng lành, nếu mà sanh con trai hai vợ chồng này có con trai thì sẽ tốt hơn. Kem bề thất tiếc nhớ danh với đời là sẽ để lại những danh tiếng cho đời, là hai vợ chồng này sẽ có danh có phận nha, là làm được những việc ý nghĩa cho đời. Chúc mừng hai vợ chồng can đinh có vợ tuổi mùi. Và anh chồng can đinh sẽ kết hôn với chị vợ tuổi thân sẽ như thế nào? Thì hai tuổi này thì rất tốt. Người đàn ông có nhiều uy quyền trong xã hội, nhờ có người giúp đỡ mà nên danh phận. Không chức này thì cũng chức khác, vợ chồng rất được đầm ấm, sanh trai gái được hoàn toàn về quyền lợi cũng như về công danh. Thì anh chồng tuổi đinh mà kết hôn với chị vợ tuổi thân là hai tuổi này rất tốt, bởi vì nó hợp nhau và được được cho anh chồng là có quyền quyền quy trong xã hội, không có chức này thì cũng được chức khác. Nói chung là anh này rất là hợp với chị vợ tuổi thân, và sanh trai sanh gái gì đều hoàn toàn là được hết, và cũng có công danh cũng có quyền lợi trong cuộc sống rất là an nhàn và hạnh phúc. Chúc mừng bạn anh chồng can đinh có chị vợ tuổi thân, hai vợ chồng rất hạnh phúc, con cái đồ có danh có phận hết. Và anh chồng tuổi đinh nè, kết hôn với chị vợ tuổi dậu và tuổi tuất thì sao đây? Chồng thuộc về can đinh mà kết hôn với chị vợ tuổi dậu hoặc tuổi tuất thì chẳng khác nào thuyền đi gặp gió, e gặp phải tai nạn, phải đậu thuyền lại để chờ cơn gió thuận, sau được quý nhân giúp đỡ mà lập nên công danh. Người đàn ông có tính khí thái một khi chẳng vừa ý ai thì ngàn dặm cũng ra đi, không màng gì cả, chung cuộc vợ chồng được phú quý giàu sang. Anh này rất là bảo thủ, đọc 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 tài đọc đoán ngang. Anh này không có quỳ lùi ai. Cái anh chồng đinh nè mà có vợ dậu hoặc tuất nè, anh này anh bất cần lắm nha, nói động cái là anh bỏ anh đi, anh bỏ hết nhà bỏ cửa bỏ 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 hết, không cần gì nha. Anh này cũng bản lĩnh lắm nè, nhưng mà cái hai cái tuổi này là nhờ được quý nhân giúp đỡ thì sẽ có được công danh. Nhưng mà anh này anh không có thích nói nặng đâu nha, nói ngọt thôi nha, nói nhỏ nhẹ thì anh nghe nha. Nói nặng một cái là anh bỏ hết nha, anh không cần gì cả nè. Ai mà nói đậm là cũng ra đi nè, không màng gì cả nè. Nhưng cuối cùng chung cuộc đời thì vợ chồng là có được cuộc sống phú quý giàu sang. Chúc mừng bạn chồng can đinh mà có dậu, có chị vợ tuổi dậu hoặc tuổi tuất nha, thì cuộc sống vợ chồng là giàu sang nè. Chồng can đinh kết hôn với chị vợ tuổi hợi. Hai tuổi này kết hôn là vợ chồng rất tốt, ví như thuyền gặp thuận gió. Bên này là thuyền gặp gió, phải lánh vào và phải chờ quý nhân giúp đỡ thì mới thành danh. Còn hai vợ chồng đinh mà có vợ hợi á, là hai tuổi này là y như thuyền gặp gió, rất thuận lợi nè. Cá lội ngược ngoài sông, công danh thì toại nguyện, có đủ tiền địa, điền địa tiền tài của báu. Hay quá, sau tốt gia đình cũng vẫn được êm ấm và hạnh phúc.
Thì anh chồng can đinh này rất hợp với chị vợ tuổi Hợi, hai vợ chồng này như thuyền gặp gió. Cá lội ngồi xong là thoải mái tung tăng, công danh thì toại nguyện, nói chung là vạn sự như ý, muốn gì được nấy, tiền bạc của báu nè có luôn nè, sau này cũng vẫn được êm ấm và hạnh phúc nha. Hai tuổi này rất là hợp nhau, chúc mừng hai bạn có một cuộc sống ấm no, an vui và hạnh phúc bên nhau. Và anh Cang nè, à bây giờ là anh Đinh là hết rồi nè, bây giờ em chuyển qua là chồng Mậu nè. Chồng Cang Mậu kết hôn với tuổi Tý nè, vợ là tuổi Tý nè. Chồng Cang Mậu vợ tuổi Tý thì không được tốt, hơn nữa ví như trên mặt đất, trên mặt đá nè, đẻ nhiều cháu mè lại có ngư thêm ngọc, vợ chồng được giàu tiền nhiều của, sanh trai gái được hoàn toàn, được thế là nhờ phúc đức sự nghiệp của ông bà để lại. À, hai cái tuổi này là nhờ phúc đức của ông bà, chứ còn hai tuổi này thì cũng không có gì, cũng bình thường, nhưng mà nhờ phúc đức ông bà để lại cho nên hưởng được phước đức và hưởng được giàu sang của phước đức ông bà. Chúc mừng hai bạn, nhờ phước đức ông bà mà hai bạn có cuộc sống rất tốt. Chồng Mậu kết hôn với tuổi Sửu nè, hay tuổi Dần nè, là cây già mè lại chỗ bông, cuộc đời trở ngại chẳng mong nhiều bề, công danh nhiều nỗi chán chê, vợ không chung nhất nhiều bề gian nan, cầu hôn rực rỡ đôi đàn, sau này chồng vợ giàu sang hiệp hòa, còn lo một một nỗi đường xa, ở ăn đầm ấm bất hòa nhiều khi. Đôi khi vợ chồng có đôi chút bất hòa nhưng rồi cũng đầm ấm. Và hai vợ chồng này có một nỗi lo là lo xa lắm, nhưng mà sau này là vẫn giàu sang nè, bởi vì giống như cây già mà chỗ bông, tuy rằng muộn nhưng mà rất tốt, cuộc đời trở ngại chẳng trông nhiều bề, công danh nhiều nỗi chán chê. Đôi khi nó làm cho mình cuộc sống nó chán nản bế tắc, nhưng mà hai vợ chồng này sẽ vượt qua. Anh Can Mậu nè, lấy vợ tuổi Sửu hoặc tuổi Dần nè, thì cuộc sống mà đâu có gì là dễ dàng đâu, cho nên mọi người ai cũng phải cố gắng vượt qua để có một cái kết rất là hoan hỷ ha. Chúc mừng hai bạn, dẫu gì thì chông gai trước mắt nhưng sau này giống như cây già mà chỗ bông, thì nó muộn nhưng mà nó chắc thôi. Chúc mừng hai bạn cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà để có sau này có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Anh chồng Can Mậu nè kết hôn với chị vợ tuổi Mẹo nè. Can Mậu mà kết hôn với tuổi Mẹo thì số rất xấu trong buổi đầu, chẳng khác nào cứ nằm trên khô, bất quá đủ ăn đủ mặc là may, sanh con thì khó nuôi, phải lìa bỏ xứ sở mè đi nơi khác, hoặc nuôi con nuôi thì mới khá được. Từ 30 tuổi trở đi phải gặp nhiều gian nan mới gây nên sự nghiệp, tiền hung là hậu kết. Thì anh chồng Can Mậu nè, lấy vợ tuổi Mẹo nè, buổi đầu rất khó khăn, sanh con cũng khó, lập nghiệp cũng khó, nhưng sau qua 30 tuổi thì cũng còn gặp gian nan, nhưng sau đó thì mới gây nên sự nghiệp chứ không đơn giản tí nào. Và ban đầu thì rất là hung, là không có tốt gì lắm, nhưng mà bạn đừng nản nha, hai vợ chồng này cố lên, và cái hậu nó sẽ có kiết thôi, kiết tường thôi, kiết tường như ý đó. Nè, tại vì hai cái tuổi của bạn là rất xấu trong buổi đầu nè, chẳng khác nào nằm nằm cá mà nằm trên khô, mà bất quá là đủ ăn nè, đủ ăn đủ mặc là may rồi, sinh con thì khó nuôi. Nói chung là hai vợ chồng này đi xa xứ thì mặc may và chịu khó ban đầu, và qua 30 tuổi thì nói sự nghiệp nó mới bền vững được. Thì mới đầu gian nan thì cái gì cũng vậy, ông trời không phụ lòng người, mình cố gắng vượt qua thì cuối cùng hậu vận sẽ kiết tường như ý. Cố gắng nha, hai bạn cố gắng.
Anh chồng Can Mậu nè, kết hôn với tuổi chị vợ là tuổi Thìn nè. Hai tuổi này là cũng không được tốt. Buổi ban sơ gặp nhau, ví như con chỗ Ngọc, nhưng vợ chồng không được thuận hòa. Gia đình thường hay biến chuyển, vinh nhục đổi đời. Phải phải khác tân mới được sống bền lâu. Con cái sau này cũng bị cảnh vinh nhục bất thường. Hai vợ chồng này coi như là cũng lên bờ xuống ruộng. Sau này con cái cũng lên bờ xuống ruộng. Phải là sống phước đức một chút nè, thì cái phước này nó sẽ bù qua cái họa này, thì nó mới 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 qua được tai qua nạn khỏi nè. Đời rất là thăng trầm nha anh, chồng Can vợ Thìn nè, cuộc đời vợ chồng là thăng trầm trôi nổi nè, sóng gió nè, vinh nhục đổi đời nè, lúc thịnh lúc suy nè, lúc có thiệt nhiều tiền và lúc không còn 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 đồng nào nè. Nhưng mà không sao, cuộc đời mà ai đâu biết trước được chuyện gì xảy ra, mình cứ lấy tâm lấy đức của mình để mình chống chống qua được cái tuổi hoạn nạn của vợ chồng nha. Hai vợ chồng Can Mậu mà có vợ Thìn là cố lên. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, cuộc đời nó sẽ êm đềm hơn. Và anh chồng tuổi Mậu kết hôn với chị vợ tuổi Tỵ cũng là trước vinh sau nhục nè, có hào của nè, kém hào con. Hai vợ chồng là nhiều của nhưng hiếm hiếm con nè. Anh chồng tuổi Mậu vợ tuổi Tỵ nè, của thì nhiều mà mong con lại hiếm ha. Chỉ sau được gái chứ không được con trai, khó khăn lắm mới đẻ được đứa con gái nha. Hai vợ chồng này cố gắng mà nuôi dưỡng có được con gái nè, chứ không có con trai nè. Nhưng gái sau này cũng hiếm luôn, gia đình hay gặp nhiều tai biến, chỉ có phước được số lâu mà thôi. Chỉ có cái phước là được số lâu mà thôi, là hai vợ chồng này có cái phước hưởng của hào của nhưng hiếm con. Khó khăn lắm mới được đứa con gái, nhưng mà vẫn khó khăn lắm mới được nha, mới có được đứa con gái nha. Anh chồng Mậu là vợ tuổi Tý nè, cuộc sống thì sang giàu, hào của là có nhưng rất là hiếm con. Anh chồng Can Mậu kết hôn với chị vợ là tuổi Ngọ nè. Chồng Can Mậu mà gặp vợ tuổi Ngọ là rất tốt nè, không khác nào trân ngọc chói sáng. Vợ chồng được công danh hoàn toàn, sanh trai gái đều đầy đủ, nhưng gái nhiều trai ít. Rồi chúc mừng anh Mậu mà có được vợ tuổi Ngọ, bởi hai cái tuổi này là rất tốt nè, không khác gì mà châu ngọc là chói sáng nè, vợ chồng là được công danh nè, trai gái là có đủ nè, nhưng mà gái là nhiều hơn trai. Chúc mừng hai bạn, hai vợ chồng. Anh nào mà có vợ tuổi Ngọ là hai vợ chồng hưởng phúc ha. Rồi chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Và cái video sau em sẽ nói tiếp chồng Can Mậu lấy vợ tuổi Mùi nè, tuổi Thân nè, về tuổi Dậu nè, về tuổi Tuất nè, tuổi Hợi nè. Cái video này em xin tạm dừng ở đây. Em xin chào quý vị và các bạn. Xin quý vị thương em, cho em một like và nhớ đăng ký kênh cho em để em có thêm động lực em làm những cái video tiếp theo nha quý vị. Em xin chào và hẹn gặp lại.